kính thưa các bạn. Hôm nay tiết già xin chia sẻ chủ đề nói về muốn chữa bệnh nghèo thì phải thoát khỏi sông mê. Tiết già chia sẻ để các bạn nào mà đang mà trong những cái hoàn cảnh khó khăn đó các bạn mà kiểu như là mình không có biết đường nào để đi, tức là mình bí đường, mình không có lối thoát. Nói tại vì tiết già đã từng nghèo cho nên hả tiết già biết cho nên tiết già đã học cái cách mà gọi là chữa bệnh nghèo nó chữa bệnh nghèo thì nó đơn giản lắm các bạn ơi là mình phải thoát khỏi cái sông mê là coi như là chữ nghèo nó biến mất thôi tại vì cái chữ mê này á là làm cho mình nghèo đó mà mình không biết á là mình làm tưởng giống như là à, mình à, mưu cầu vọng tưởng đúng không các bạn Tức là hả mình đi chùa thì mình mua cũng như là bông thật là đắt tiền mà trong khi tiền là mình thiếu nợ khắp nơi mình nghèo khổ, không có đủ mà gọi là cơm áo gạo tiền để sống hàng ngày mà mình mơ mộng đó các bạn, mơ mộng để giống như là có tiền có bạc nó đó. đó là tiết già chia sẻ để cũng như là các bạn thoát khỏi cái chữ nghèo một cách rất là đơn giản tại vì mình nghèo mà các bạn đúng không thì mình mua cầu mình giống như là mình mong cầu thì cái điều này cũng đúng chứ không có sai tại vì nhiều khi mình muốn có được một cái số tiền số vốn để làm ăn rồi mình đi lại phật mình mua bông mua uh, hoa trà quả thật là đắt tiền rồi để mình cúng phật để phật độ cho mình để cũng như là mình có được cái đồng ngân trên trần gian để mình giàu sang phú quý với người ta đúng không các bạn thì cái này không có sai mà cái quan trọng nhất á, là mình phải hành nha các bạn cái chuyện mà cúng bông cúng hoa thì mình có tiền nhiêu mình mua cúng nhiêu phật không có bắt buộc mình phải mua bông mắc tiền hay là à, giống như là trái cây đắt tiền tức là mình phải hành hành á là tức là mình tu hành theo lời phật dạy tại vì mình đi cúng phật mình lại phật mà các bạn thì mình phải hành theo lời phật dạy nếu như mà mình hành sai lời phật dạy á thì coi như là cái cuộc đời mình nó rất là khổ nó phật đã buông bỏ hết đền đài điện ngọc gì đó à, để đi tu đúng không còn mình á thì coi như là hả lại phật mà lại coi như là mình mong giàu sang phú quý nó muốn trở thành tỷ phú cho nên cái bệnh nghèo của mình á là nó không có thoát khỏi là cái lý do này mà cái giàu này á thì nó cũng không khó nó gì á giàu sang ấy á, ơn trên giúp sức phước ấm no túc thực túc y chỉ cần mình có phước là có tất cả. Chứ mình hả không có phước rồi mình có cầu mong đi nữa thì cũng coi như là không có được gì hết. Mà cái phước là từ đâu? Từ cái chỗ mình tu. Đó các bạn thấy nó quá đơn giản không? Quá đơn giản luôn. Tu là có phước. Nó ngộ ghê không các bạn? Tiết già hả giải thích thêm như thế này tại vì tiết giờ đã học nha các bạn. Vì người tu á là không còn sát sanh trộm cắp nói dối, uống rượu tà dâm gì nữa. Cái ngũ giới cấm này á giúp cho mình tích phước một cái sự mà gọi là đơn giản như thế này. Nếu mà ai mà giữ được ngũ giới cấm á thì coi như không còn bị ra tiền nữa. Đó các bạn thấy nó đơn giản quá không? Nhất là cái giới gì cái giới mà uống rượu nè. Nếu như mà ai mà nghiện rượu á, là mỗi ngày mỗi uống á, các bạn cứ thử thời đi à, một ngày mình uống bao nhiêu tiền đúng không các bạn à, hoặc là một tuần là mình uống một lần đi nữa cũng bao nhiêu tiền rồi có ai mà uống rượu không không phải có mồi rồi phải đi quán này quán nọ nữa thì nó rất là tốn tiền rồi nhiều khi xui xui rồi bị phạt nữa bị gì đó cũng như là công an phạt về vấn đề lái xe nữa đó các bạn thấy không thì nó ra tiền thì mình á là coi như là mình tu á là mình giữ được gì, mình hãy giữ được năm giới cấm là mình đã tích phước rất là nhiều rồi. Giống như cái phước mình không có hại chúng sanh nữa, không có sát sanh, nó mình ăn chay, mình làm lành mình không có còn mà giống sát sanh hại vật nữa, rồi cái trộm cắp này á là không phải là hái trái cà trái ớt đâu các bạn, cái chữ trộm cắp này nó rất là rộng nha các bạn, giống như là mình rình rình á, coi gia đình mình có đất có cát có tài sản hoặc là bà con dòng họ hoặc là ai đó mà người ta già quá rồi, mà người ta giống như người ta không có thể nào mà cũng như là cai quản được đất cát hay là tài sản gì đó cái mình rình rình, cái mình giống như là mình lương lẹo, mình làm giấy tờ mình lương lận gì đó hoặc là ở trong công ty, hoặc là ở tất cả những cái bức cứ nơi nào nha các bạn. Nó chứ mà trái cà, trái ớt á thì nó còn đỡ chứ hả lương lận mà quá cao á thì coi như là hả cái giới này á coi như nó phạm hả rất là nhiều. Nó còn có cái gọi là cái luật đời nữa đó các bạn thấy không? Rồi xong rồi nói dối cũng vậy nữa, mình nói trên trời dưới đất làm cho cái phẩm vị mình hả càng ngày không ai tin tưởng mình, rồi mình làm ăn cũng hả cũng như không có được gì hết luôn nó rồi xong rồi nếu như mình không có một vợ một chồng mà mình đi ngoại tình tức là cái giới tài dâm này rồi bắt đầu hao tài tốn của nữa các bạn thử nghĩ mình bước chân ra đường là tốn tiền rồi đúng không nhất là gặp người tình trẻ hay là bóng hồng thì dĩ nhiên là mình phải hả ra đường là mình hả vô quán vô tiệm rồi mình phải hả ăn mặc nó sang trọng nữa nói chung là rất rất là tốn tiền đó là nói về đời đó các bạn thấy không mà nếu như nói về đạo á thì á, nếu mình giữ được năm giới cấm này là mình coi như là mình gì mình sống trong cái đạo hạnh khiêm tốn như vậy mình tích được phước đó các bạn rồi cái giới cấm mà gọi là không sát sanh này thì mình ăn chay nè rồi mình chỉ tốn đầu hũ tương rau thôi các bạn nghĩ đâu có bao nhiêu tiền đâu đúng không ngày xưa mình chưa có tu á thì mình tốn tiền gà quay dịch hầm tôm cua một thùng bia rồi hả mình giống như là mua bạc triệu luôn các bạn thấy không còn miếng đầu hũ với lại hả bó rau đâu có nhiêu tiền đâu rồi tốn tiền mà ăn nhiều cũng như là hả cho nó xanh bệnh thêm nữa nó tại vì đây là chất bổ nha các bạn nó mình không phải là ăn nhiều mà nó hại mà nó ăn quá nhiều cái chất bổ vô trong người mình nó quá độ thì hả nói về hả coi như là tăng cái axit uric là coi như là làm mình bị gan thận mình hả đi bác sĩ cũng tốn tiền cái giới sát sanh này nó rất là dễ ra tiền về đạo thì coi như là mình được tích trước nè các bạn còn về đời á là mình cũng tốn tiền đi bác sĩ là cái này là nó sẽ nghèo đó các bạn khi người tu á là rất là dễ thoát sông mê họ không còn cầu khẩn mà gọi là tham dục ham muốn của thế nữa cho nên họ chỉ ngồi niệm phật mà thôi nó cũng như là sáng trưa chiều tối ngoài cái giờ mình đi làm việc ra à, đi làm công ty hay là mình đi làm mà cũng như là hãng xưởng gì đó thì coi như là về nhà là mình chỉ ngồi niệm phật thôi không có tốn tiền gì hết nó tiết già đã cũng như là thực hành đã thoát nghèo được rồi đó các bạn rồi nói về vấn đề đi chùa lại phật cũng vậy mình thấp nhang thôi bởi vì mình nghèo mà các bạn nó nếu mà hả mình một ngày nào đó mình hết nghèo, rồi hả mình giàu thì mình có tiền mình mua bông hoa trà quả. Đó coi như đi chùa mà mình à, cũng như là lại Phật thắp nhang bởi vì à, người nghèo á các bạn biết không, không có nhiều tiền mà để mua thì cái này ai cũng biết đúng không? Không có tiền đâu mà mua bông quệ bông cúc cho nó đắt tiền nữa, nó cũng như là hiện tại bây giờ mình đang quá khổ. Tại vì Tiết Già đã từng rơi vào một cái hoàn cảnh nghèo mà đến mức độ mà coi như là ngày mai này không biết là có thể nhưng là họ có tiền để sống không nữa đó các bạn. Nó khổ như vậy đó các bạn. Cái này là giống như là để dành cho người giàu có thì người ta cúng kiến người ta đình đám gì đó đúng không các bạn thì cái này coi như là mình không có thể nào mà mình phân biệt hay là đối với người giàu ha Tại vì hôm nay tiết già chia sẻ để như thế nào để thoát nghèo đó các bạn cũng như là trong sấm giảng có những câu như thế này nè các bạn thầy ngồi tưởng Phật từ bi nói rằng ba tánh ham chi cho nhiều lòng thành một mãi cũng siêu mình muốn có nhiều người khác thì không đó, mình thì lúc nào cũng muốn giàu hết. Tại sao mình không có để dành cho người khác đó các bạn? Bởi vì bá tánh rất đông, kẻ thời thỉnh đặng người trong tối ngày. Đó các bạn thấy không? Khi mà mình cầu khẩn rồi thì người thỉnh thì được, còn người thì coi như là ngồi trong tối ngày cũng như là Đức Phật thầy nói rằng là do cái lòng thành của mình chứ không phải là mình cúng nhiều mà được nhiều bởi vì phật trời đâu có tư công cây nhang cũng độ chẳng trong của nhiều ý nói là dù mình thắp một cây nhang mình cũng được phật độ nữa các bạn tại sao mà mình hả thắp nhang mà mình được phật độ các bạn thấy coi như là hả mình à, thắp hương lên là coi như tiết Già chia sẻ cái bài cũng như là à, kim lư dừa bén chiên đàn khắp sông pháp giới đạo tràng mười phương hiện thành mây báo kiết tường chư phật rõ biết ngọn hương chí thiền chỉ cần mình thắp một cây nhang thôi các bạn mình lại phật thôi là mình cũng đã được chứng rồi đó các bạn rồi pháp thân toàn thể hiện tiền chứng minh hương nguyện phước liền ban cho đó các bạn thấy không thấp một cây nhang thôi mà khi lòng thành mình hả niệm phật mình tu nhân tích phước rồi là phước liền ban cho đó các bạn tại mình nghèo mà các bạn mình à, cũng như là mình à, không có đủ tiền để mua bông hoa trà quả nha các bạn cái này cũng như là tiết già nói cho rất rõ chứ không phải là mình thấp một cây nhang dĩ nhiên một ngày nào đó mình sẽ thoát nghèo rồi mình có tiền mình đi chùa mình sẽ mua bông thật là nhiều cúng cũng không có sao đâu các bạn đúng không đó là tiết già chia sẻ trong cái thời điểm mình đang nghèo là mình ráng công phu luyện tập mình thực hành bên trong của mình để cũng như là mình được cái phước mình tích lũy lại những gì mà giống như là mình xài quá sang ngày xưa thì hôm nay coi như là mình bớt xài lại đó các bạn bây giờ mình nghèo quá à, mình không có tiền nào mua vé xe đi đến chùa thì mình coi như là tại gia niệm phật đúng không các bạn nó chứ bây giờ hả mình nghĩ rằng à, bây giờ để có một ngày nào đó mình hả đủ tiền để mình đi đến cũng như là một nơi xa à, một cái cũng như cảnh chùa nào đó nhưng mà rất tiếc mình không có tiền thì sao thì bây giờ mình ở tại gia mình niệm phật mình tu hành nhưng mà dứt khoát á, là coi như á, là mình phải thoát khỏi cái sông mê thì mình mới chữa được cái bệnh nghèo nha các bạn tại vì một khi đã mê rồi là coi như là nó tán gia bại sản luôn nó nhất là coi như mê cờ bạc nè các bạn thấy không cái này nó tiêu lẹ lắm mê trai mê gái mê cái gì nó cũng tốn tiền hết rồi mê rượu mê chè mê hàng hiệu nói chung là mê cái gì nó cũng tốn tiền hết luôn rồi mình mê ăn ngon mặc đẹp nữa tức là cái món ăn mình phải dịch quay gà quay phải tôm cua nó mặc coi như là cái áo phải rất là đắt tiền đó các bạn thấy không thì coi như là mình gì mình quá mê đi thì tiết già chia sẻ tiết già đã bỏ hết tất cả những cái gì mà ngày xưa à, tiết già mê thì bây giờ coi như tiết già không có còn mê nữa nha các bạn nó chỉ có mỗi ngày không bỏ một ngày nào một phút nào một giây nào hết để niệm phật để ăn chay để hướng thiện để tu nhân để tích phước đó các bạn tại vì hả coi như lành thời niệm Phật công phu giữ thời chịu chỗ lao tù khổ ngươi nói các bạn thấy không ý ở đây không phải nói giữ nha các bạn nhưng mà giữ ở đây á là giống như mình toan tính quá dữ đi mình làm cũng như là hả hồ sơ hay là mình làm tất cả những gì nó trồng tréo mình làm sao mà giống như là hả à, cũng như công ty ma gì đó các bạn rồi mình có tiền à, gom thiệt là nhiều vô thì à, cuối đời hay hoặc là một thời nào đó thì mình sẽ gì chịu chỗ lao tù đó các bạn thấy rõ ràng chưa lành thời niệm phật công phu đó các bạn thấy không Niệm Phật công phu Tức là mình được an lành đó các bạn Thì muốn sống an lành Thoát nghèo Thì niệm Phật công phu đó Nó đơn giản quá đúng không các bạn Tiếp giờ xin kính chúc tất cả các bạn ai mà cũng như đang trong những cái hoàn cảnh khó khăn nghèo khổ thì coi như là mình niệm phật coi như công phu mỗi ngày là mình hả thoát khỏi cái cảnh nghèo khổ đó các bạn video tiết già chia sẻ đến đây kết thúc xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều hẹn các bạn gặp lại video tiếp theo